Mấy chị có sợ nắng không? Có dù mà. Có dù này vô. Giờ cao lên con chút mắt người khác. Nè mua vé đi, móc móc bóp bóp nè. Thôi lưng, thôi lưng. Nè nè. Xíu à. Để đi bộ mới đẹp chứ còn. Ừ. Jeep chi? Đi bộ đi, giúp chi. Đi bộ đi. Bộ nào? Ôi, đây. Mày trong cái nắp kia trong cua. Nắng ghê đi. Nắng nóng à. Đi bộ thôi. Kiểu... Đi bộ lâu. Lâu rồi thôi, ở nhà luôn, thôi đi con. Lâu lắm. Đi lội suối tùm lum hết trơn vậy. Sao đâu, sao đâu. Dạy con là không đi được. Đi chơi rồi phải đi vậy. Khang lấy catalo đi con. Lấy catalo bản đồ á con. Chưa. Hỏi xong. Mua vé đi, quyết định đi mua vé lẹ lên. Đi bộ lâu lắm. Hiện giờ mình ở đâu? Hiện giờ mình đang ở đâu á? Đi bộ hay đi xe đi hơn mấy chị? Xe đi xe hình như đi bộ mưa đi xe. Đi chơi mà ở đó mà. Nhưng mà đi lâu phải lội suối tùm lum chứ. Con lội suối mới đã.
Nhưng lội suối đi nó chậm lắm chứ đồ, con dư chân con không có chịu nổi. Cái quần bệnh dễ lắm. Rồi rồi, quần ra ngoài cổng luôn hả? Đúng rồi. Thấp hơn người ba mai thì miệng thì luôn, cao hơn thì một mẹ cũng thương, không bỏ mẹ xe. Rồi cho mày, mày bẻ đi mua cái xe gì? Dạ, 2.8. Đi bộ qua đây vậy? Không xếp hả? Xếp cho bao nhiêu thời gian? Em có em bé nào thấp hơn các bạn này không? Dạ ba ơi. Rồi vô. Đi vô cầu treo màu lan. Đường giáp ra hỏi mình lớn mình đi được mà một cây số nó đâu có chi cây số luôn hả? Một cây số đâu có xa đâu con. Con nói gì đó? Anh về anh xử lý nó nha. Không nói gì đâu. Tự nhiên đi. Con. Mẹ nhớ cái điểm này của con rồi, con về mẹ không biết. Không có nói gì đâu. Cái hoa này ngộ quá ha, hoa này giống như hoa ly vậy mà nhỏ xíu à. Có một mình con muốn đi xe hả? Tất cả mọi người đều đi bộ không thấy không? Chụp hình kêu thợ chụp đi. Chụp hình nhờ thợ chụp kìa. Lông này kỳ quá. Dễ gì nó chịu em ơi. Sao mình đi bộ cái đường nó đẹp hơn, tự nhiên đi đội đi xe jeep. Nè đi đường đi, từ từ ngắm cảnh nè, bên đây cảnh đẹp tới nè.
chơi nó dễ chịu chụp. Rồi đứng đó. Đứng đó để mẹ đi xuống trước. Đầu ghê luôn. Con đâu rồi vậy Dượng? Mẹ nó mất tiêu kìa, không chưa kiếm mẹ nó đi không à, quay lại không mẹ mất tiêu rồi. Đứng đó làm mẹ xuống trước. Đứng yên. Lâm đứng lại. Bon, không chạy lên Bon. Xuống đây con, lát mẹ đi xuống, mẹ chụp hình trên á. Xuống đây.
Ở đây có mấy con dê đâu rồi ta? Không mấy dê cả. Mệt đấy nè, con lấy nó mệt nữa nhỉ.
lát nữa qua hai cầu này trở lại là được. Mình được hai cầu. Sao dọn ra đây này? Ơi, xuống đây con. Đây, đi chậm rồi.